làm gì điểm hoài chú ba? Ủa sao chú điểm tới điểm lui hoài, có chỉ có 6 tờ vậy con? Thì chú ba bán tôm con nhiều là con trả nhiều thôi. Có 5 tờ cứng như tờ mềm đó thôi hả? Dạ. Ê, sao nó rớt giá quá vậy con? Ờ, thì sáng con đi á, vừa báo giá nhiêu là con mua chú nhiêu à. Nguyên cái xẻo lá này á, chỉ còn có mình anh Bay Thu mua tôm à. Dạ. Có khi nào... Cái này á, chú ba nói chơi thôi nha. Nếu không phải, bỏ qua cho chú ba nha. Dạ. Có khi nào bay ép giá bà con không? Trời! Chú ba nói vậy là tổn thương con đó. Ừ? Chú ba nói vậy là tổn thương con hả? Dạ. Nó tổn thương tới bay bằng tổn thất tài sản tao không? Thì... Thiệt tình á là... Dựa báo nhiêu là con mua vậy à. Con cũng mua giá cao để cho bà con mình phấn khởi chứ bộ. Thì cho ba nói rồi, cho ba giỡn. Khoảng quả thì thôi, làm gì khóc. Con mà mua giá cao quá, con không có lời, con lỗ sặc máu rồi sao? Cái gì? Bây giờ sặc máu hả? À? Mỗi lần mà tôm tuột giá là tao tuột máu á. Tuột canxi, tuột huyết áp, tuột bùa trùng bùng luôn đó. Dạ, em nghe anh Tâm ơi. Mỗi mang bao nhiêu lâu nay mày làm ăn như vậy coi được hả? Dạ em làm gì anh? Thì mày bơm đâu câu vô tôm rồi đem bán cho tao chứ gì mà còn hỏi. Trời đất ơi, em mua tôm sao à? Em giao cho anh vậy à? Em đâu có làm đâu anh. Thôi mày đừng có chối, như làm ăn như mày á thì mấy mốt ai dám làm nữa. Kiếm người khác mà bán đi nha. Alo anh Tâm, anh Tâm ơi anh. Ủa tình hình sao căng thẳng quá con, ai tắt máy ngang hả? Ông Tâm chủ vựa, ông nói con bơm ra câu vô tôm. Bơm ra câu vô tôm. Chú ba biết là con không làm chuyện này. Dạ. Vì cái nguồn tôm mà con mua mà ông Tâm muốn nói đó là con mua từ đâu, con nhớ không? Cân tôm cô đi. À. Ủa mà như con thấy cô lạ lắm, ở xẻo lá con chưa gặp cô. Cô trên xóm trên á, thấy con đi vòng vòng hoài hà, người ta giới thiệu rồi. Cân tôm đi, tôm ngon lắm. Trời ơi, con giờ nổi tiếng gì luôn hả? Đợi con lát, lấy đồ nghề. Rồi đi đi, tôm ngon lắm. Rồi đây, coi thử cái tôm mới mới làm sao đây. Con mập ú luôn. Trời ơi, muối nước đá rất là tốt nè. Ok. Rồi cái của con nửa ký nha cô. Rồi lấy hết luôn đi. Dạ. Này, tôm này là mới bắt luôn nè. Ôi, nó còn nhảy nữa à. Trời ơi, này nó nhảy đâu, nhảy vô đây nè. Để lấy cho hết nè. Rồi, 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 được rồi, mấy con nó xúc đầu rồi. 2 ký. Rồi. Con trừ bì ra cái này là nửa ký, là còn cái đùi rưỡi nha. Cái rưỡi. Đây. Người ta con căng 101 nhưng mà cô á là lấy làm quen 102 luôn. Rồi. 102 ký rưỡi là 108. 108. Ừ. 102 với 60. À rồi rồi, đủ đủ đủ. Rồi, cô điểm lại đây. Đủ rồi. Rồi mấy mốt có tao kêu mày nữa nha không? Dạ dạ. Nha không? Rồi. Dạ. Trời ơi. Từ bên xẻo lát mà ginh tôm qua tới đây bán cho mình. Lít này công nhận. Bây giờ nổi tiếng dữ gì ta. Rồi giờ mới bị gài bị chơi rồi. Trời ơi thiệt tình á, thấy người lạ mua chi rồi giờ. Thương trường mà sao mới biết được. Bà thấy bà độc quyền ở đây nè, bà hại bay và làm mất uy tín đó, thấy chưa? Thương trường là chiến trường, cái gì có lợi là người ta xử thôi. Trời sao mà con ngu dữ vậy chú ba. Mua tôm bả mua giá cao luôn rồi hả, khen tôm bả ú bả đẹp nữa. Ừ, bả ú hay là tôm ú? Tôm. Rút kinh nghiệm nha, người lạ là phải đàng hoàng tử tế như chưa. Bài học lớn đó nha. Trời ơi trời, sao bọn con ngu dữ vậy, không biết giờ sao nữa nè. Sao là sao thì đừng mua người lạ nó thôi chứ gì đâu. Cái đó con biết rồi, nhưng mà bây giờ ông Tâm chủ vựa á, ổng không có gom tôm của con nữa. Trời, giờ sao chú ba? Cái gì đâu sao, thì không bán cho ổng thì bán cho người khác, vựa khác. Không có được. Cái vựa này là giá cao lắm. Con là con bán là nhờ lời, là nhờ cái vựa này. Ồ giá cao mà bị trả tao vậy đó hả? Trời ơi, vừa giá thấp chắc chết luôn ha. Không, giá cao là theo cái thời giá từng ngày nó sụt lên sụt xuống thôi. À. Dạ. Chứ không phải là ổng mua con cao và con mua chú ba thấp đâu. À, tức là ổng mua cao nhất xứ này bây giờ không thu mua bay nữa.
mà bị gặp cái vựa khác mà thấp nữa là coi như tụi tao ăn cám luôn phải không? Thì đó, chính xác luôn á. Cái này năng giải dữ ha. Giờ không biết sao, không lẽ bỏ nghề luôn trời. Không, nhất nghề tinh nhất thân vinh không nên bỏ. Bây giờ chú ba nó chơi cái này đừng giận nha. Hả? Nãy nó chơi, giờ nó chơi nữa. Đang lúc dầu xe lửa bỏng không có nó chơi được đâu chú ba nó ơi. Nó chơi đâu có nhiều cái nó chơi. Bây giờ vựa không thu mua tôm mình nữa. Mình đứng ra mình làm chủ vựa luôn.